1, 2, 3, diễn. Đầu do đi, cái mắm mắm nữa. Có gì đâu mà kéo. Cá không có nữa mà chạy. Tao biết không có, tao mới kêu mày kéo. Chứ có, tao đâu có kêu mày kéo làm chi. Trời, muốn quay YouTube về đây, 1 tháng nữa đi, tao quay chạy cái bà tôm bún bể chạy luôn. Đây mát quá. Giờ mình đang đi bộ vô chỗ nhà của ông Sáu. Ông Sáu ở quê ngoại của mình ở dưới Kiên Giang. Miệt thứ. Miệt thứ. Kiên Giang nhưng mà thuộc về miệt thứ rồi. Miệt thứ nó có về thứ Thứ hai thứ một không nghe. Thứ hai, thứ ba, thứ năm tới thứ 11 là ha, là giáp biển rồi đó. Ở đây là ngay cái vùng sông nước luôn nè. Xin chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì là vừa rồi á, là mình có về quê ở dưới Kiên Giang. Đây là quê ngoại của mình, quê của bà ngoại mình á. Thì đợt này là mình về để ăn đám giỗ cả nhà. Thì trong cái phần 1 lần trước á, mình có up một cái video cho cả nhà xem ấy. Thì đó là quay về cái hành trình mà mình đi từ Sài Gòn về tới Kiên Giang. Thì hôm nay là mình đã tới nhà của ông Sáu rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ vô thắp nhang, sau đó thì mình sẽ quay cho cả nhà xem là một ngày hôm đó mình đã làm gì ở nhà ông Sáu nha. Lâu lắm mới gặp. Đúng rồi, lâu rồi. Mới gặp. Lâu lắm rồi. Con mới lỡ thợ. Dạ. Về cúng cơm ông ngoại. Dạ. Dạ. Thăm dì hai, thăm cậu mợ. Dạ. Dì cháu tới chỗ. Trời. Dán lên. Nó thấy mắt mở chứ nó vươn cho chị. Sửa cái nón lại, nó sụp. Không chịu. Bẻ nhai. Nó lên trên đó. Bẻ. Bà và chồng Trang. Nhớ không? Bà chồng Trang. Quá lâu rồi. Đồ ăn cũng gì kéo gục rồi. Đấy, đâm đố, đâm đốt rồi. Mình ăn ba giờ ấy mà giờ ấy lẫn rồi, lẫn có khi cũng nhớ. Đúng rồi, đừng có đưa bả là không bao giờ quậy được vậy hả. Đừng có đưa để đó đi, để đây chừng nào pha thì cho bả uống. Dạ. Rồi bả không cho có bình thuốc của mẹ trong đó đó. Biết rồi, để đi em ơi, rồi nên mặc đồ đẹp quá trời luôn. Nên mặc đồ đẹp quá nè, nên dẫu mà đẹp quá mẹ. Đây dì hai mặc đồ đẹp vậy. Á, đẹp nè, con cháu lỡ thăm nè, thành phố xuống không đó. Biết hậu tiết con của ai đang lúc đặt bốn không sợ mày. Nhớ rồi, con tội em quay. Con của chị em tôi chứ con. Con của nhớ em tôi. Ừ nhớ chứ quá, thương quá. Con nhớ em tôi. Em của em tôi. Giờ biết cưa đây cũng hên hả? Hên ha. Chứ thôi đi ra biết đâu chứ. Đó mới cưa cho tôi ăn. Ủa vậy hả? Chưa tới rồi. Đi hai chồng méo, bận Trang rồi ổng. Một tấm đi có đó đâu. Đúng rồi. Ổng không hả? Ổng rồi. Thì sau khi mà thăm bà hai xong á, thì cả nhà mình có đi vòng vòng trong sân. Tại vì ở đây á, ông Sáu có một cái ruộng nuôi tôm, nuôi cua cả nhà. Để mình quay cho cả nhà xem nha. Trời ơi, nó có cái máy ngố kìa. Nó nhìn ra nhìn như cái máy ngố kìa. Trong giỏ sách hả? Giỏ sách của mẹ hả? Không biết, hay trên xe ta.
Đây là cái ruộng nuôi tôm ở dưới nhà ông Sáu mình này cả nhà. Và người ta vừa mới thả tôm xuống dưới để nuôi á, được khoảng 2-3 tuần trước đó rồi. Và cái đợt mình đi về dưới Kiên Giang á, là chắc cũng gần nửa tháng hay một tháng gì ở cả nhà. Và mình nghĩ là nếu bây giờ mà mình quay lại dưới Kiên Giang á, thì có lẽ là tôm nó đã lớn nhanh rồi đó, nó đã to rồi á cả nhà. Chứ hồi đợt mà mình về á, là tôm nó còn nhỏ xíu à, bắt lên cho cả nhà xem á, chưa vui thì được chứ ăn không được cả nhà ơi. Tại vì hồi lúc mà mình đi á, thì nó còn nằm ở trong cái tháng gọi là tháng thả diều á cả nhà, cho nên là gió ở đây rất là mát luôn. Và kiểu ở đây mình thấy rất là thoải mái, nó không có xô bồ như ở trên thành phố. Trong cái chuyến đi Kiên Giang lần này á, thì mình đã có ghé qua cái chợ Miệt Thứ để tham quan, dẫn cả nhà tham quan rồi nha. Nếu như mà cả nhà quên thì cả nhà nhớ bấm lại phần 1 xem nha. Thì lần đó là mình có đi chợ và mình mua cũng khá là nhiều loại bánh. Và nếu như cả nhà tò mò muốn biết bánh gì á, thì cả nhà nhớ quay lại phần 1 xem ủng hộ mình nha. Thì mình cũng mua bánh xong rồi mình đem về nhà ông Sáu ăn. Thì đợt đó là mình đi, mình nhớ là 6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng là mình đã ăn sáng rồi. Xong rồi tới gần 9-10 giờ cái mình đói tiếp, cái xong rồi mình phải lấy bánh này ra ăn. Mặc dù biết là sắp ăn đám giỗ tới nơi rồi nhưng mà chọn lấy bánh ra ăn cả nhà. 5 chấm lại 5. Quay không rồi? Này là bánh cuốn ngọt. Cắn đi. Chừng té con. Té hết con. Té. Bước xuống cho. Thấy mẹ bao cầm ăn hết. Đó. Em cầm quay cho con. Con quỷ hay con trà? Con trà. Dạ. Có nước cốt rồi nè. Cái đâu? Bánh lá này. Bánh lá mơ á, còn gọi là lá thứ địch. Nó quay con đừng có quay bánh. Thì bánh gì nè? Bà ăn rồi nó thứ địch chi giờ tôi ăn vô. Tôi con nè. Thì quay đó. Bánh bò thử. Cắm. Phải có nước cốt dừa mới được. Bà bông. Bà bông đúng rồi. Bà bông. Bà bông ngon. Bông ăn là nghẹn cổ luôn đúng rồi. Nghe đã ngon. Rồi lần đám giỗ á, bữa nó hay đổ bánh. Tại giờ nó đơn giản hơn. Từ xưa nó hay đổ bánh. Này bánh giống giống như bột gạo thôi. Bự quá. Ăn đi. Nhai nuốt hết giờ. Vừa ăn xong mấy cái hộp bánh là tới giờ vô bàn ăn cơm trưa luôn rồi cả nhà. Nhưng mà trước khi vô bàn thì mình muốn quay cho cả nhà cái không gian ở trong nhà của ông Sáu mình nha. Tại vì mình nghĩ là sẽ có một vài bạn khá là thích. Tại vì ở trên thành phố thì cũng rất là ít nhà mà trang trí cái không gian mà kiểu xưa xưa giống như vậy. Thì bữa ăn ngày hôm nay là gồm có cua nè. Cua này được chế biến theo món mặn nha cả nhà. Và cua này là cua gạch đó nha. Có thịt kho hộp vịt nữa nè. Với lại có gỏi nữa. Đây là gỏi gà cả nhà. Và ở đây là có một cái lẩu. Nhưng mà hình như mình nghe mấy chú nói là lẩu trâu hay gì mình không biết nữa. Lẩu thịt trâu á cả nhà. Và ở đây là có thêm một cái dĩa bánh hỏi thịt quay nữa. Và ở đây là có một cái giống như là lagu á cả nhà. Nhưng mà ở thường thường là người ta hay ăn bò lagu đúng không? Nhưng mà ở đây là người ta ăn thịt trâu. Nghe cũng lạ lạ đúng không? Nói lạ là lạ với mình thôi cả nhà. Tại vì bình thường á là mình chỉ ăn thịt bò, thịt heo, thịt gà gì thôi. Chứ thịt trâu thì nhiều khi là mình cũng có ăn rồi nhưng mà mình không có nhớ. Cho nên là tự nhiên hôm đó là được giới thiệu là đây là cái món thịt trâu, cho nên là mình cảm thấy cũng hơi bất ngờ và cũng hơi thấy lạ lạ.
Và đây mình mới phát hiện ra một cái điều thú vị mà năm ngoái mình tại quê mình không có thấy, đó chính là người dân ở đây á, người ta buôn bán á, thường thường là người ta bán ở trên xuồng thôi mà cả nhà, tại vì ở đây là chỗ ở miền sông nước á, cho nên là người ta để mấy cái đồ mà người ta muốn bán ở trên xuồng, cái người ta đi ngang qua không có cái loa để rao nữa, thậm chí mà mua ve chai cũng đi bằng xuồng luôn nha cả nhà. Ngủ dậy xong là tầm khoảng gần 3 giờ chiều á, cho nên là mình quyết định là mình sẽ quay cho cả nhà xem cái cách mà người ta đánh bắt tôm ở đây nha. Thì cái này là quay cho cả nhà xem cho ngang nhà biết thôi nha, chứ tôm ở đây thì vẫn còn rất là nhỏ, cho nên là chưa có thể nào mà đánh bắt lên để thu hoạch được. Nhưng mà kiểu cũng quay cho cả nhà thấy cái con tôm nhỏ nhỏ vui vui vậy thôi, chứ bắt lên chắc cũng phải thả xuống để cho người ta nuôi tiếp ấy. Này mà không biết quăng quăng té luôn, lọc lên dưới cái đùng quăng không biết mà nó chạy nó tròn dưới cỏ rồi hả, đứng trước đây này đâu quăng bắt cô mà qua đây góc độ rộng hơn. Bự ghê chứ nhỏ ở đâu? Ủa? Không phải nước hay? À, cá nhỏ. Cá nhỏ đã, cá mới nở mà tôm sao lớn. Ủa, cá mới nở là mày nuôi cá dưới luôn á hả? Nuôi nội nuôi xa đên á. Ủa vậy hả? Cá rô. Cá rô nè, có móng một cái. Đừng... Nè, tôm nè. À, có nhà còn nhỏ xíu à. Tôm mới lớn nữa. Nè, mới có lớn. Để quăng cho vui. Chú là vui mà. Ủa con cá này rồi mốt nó lớn mình bắt nó hay sao? Bắt rồi mình bán hay sao? Bán nậu tôi sợ nó gần chết vậy đó. Là nó cho nó ai nó ăn tôm hay sao? Đó tôm ấy nhỉ. Nè, sẽ lên cho nó quay chợ chứ mày. Để nó quay phim cái gì hay quăng. Nó quay nữa hả? Em nói thiệt, lúc thả tôm á nó nhỏ hơn cái này nữa nè. Nó bằng Ôi vô tình bữa nay có cái rô ăn luôn trời ông nậu. Nó bằng cái ông chỉ gì á. Rồi, ba thấy sao hả? Bự. Xách cái thùng lại đây cho con. Vậy phải chứ, cái này là mấy tháng rồi. Các bạn ơi, em không biết cái này. Bữa nay về quê ngoại chạy cá ăn cái chơi. Coi cái tôm gì? Tôm nhỏ quá. Cá không hả? Tháng sau không có tôm nữa. Rồi cá mà không có tôm. Nếu mai thất nghiệp em về quê em cắm câu. Tào lao, nếu mai này thất nghiệp anh về Hà Tiên anh cứ con vợ đi. À nắng cây. Trời, á đạo tương đạp nữa. Đúng rồi. Chết. Mày giờ ấy cái đầu á. Trời sao cá nhiều ta. Cho cái mà. Ôi trên lắm hả? Nó đó. Trời ơi vô tình bữa nay cá nhiều quá trời nhiều. Thôi chị Năm bữa nay lụm. Bóp rồi chị Năm ơi. Cá nào kho mắm ăn cá đã cố năm nay hơi xui rồi về có cá không chứ không có tôm tại năm nay em nhận hôm nay con này ủa à. Ok năm mình quên 1 2 3 diễn trồng do đi cái mắm mắm luôn có gì đâu cá không có nữa mà chạy tao biết không có tao mới kêu mày kéo chứ có rồi tao đâu có kêu mày kéo làm chi trời muốn quay YouTube về đây 1 tháng nữa đi tao quay chạy cái bà tôm bún bể chạy luôn chừng nào tháng nữa hả tháng nữa ngày nào hẹn ngày về đi tôm bún bể chạy luôn có gì đâu trời không trời không thằng kia có cá thằng này không có gì cái đừng khôn ghê biết mình xuống cái né đúng rồi chơi thì ở trong ruộng này cũng có cá nữa cả nhà, nhưng mà cũng phải tùy chỗ chứ không phải là chỗ nào cũng có cá bơi qua bơi lại, giống như là hồi nãy là mình bắt được cá nhưng mà qua chỗ khác thì không có cá cả nhà. Và bây giờ thì quay xong rồi cho cả nhà xem cái cách mà người ta chài tôm như thế nào, chài tôm chài cá nè như thế nào ha. Bây giờ thì mình về Sài Gòn thôi.
Nếu như mà mình có nhiều thời gian ở cả nhà với lại kiểu không có ngại đường xa thì có thể là mình sẽ quay trở lại đây vào cái mùa mà người ta thu hoạch tôm, người ta đánh bắt tôm ấy, cho cả nhà xem cái con tôm bự như thế nào luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình đã quay trở lại trường học cũng được 1-2 tuần rồi, và cũng đường cũng xa quá cho nên là mình cũng hơi ngại. Chuyến đi về Kiên Giang lần này và cũng như video xin được kết thúc tại đây thôi cả nhà ơi. Và nếu như mà cả nhà có tò mò chợ Miệt Thứ, chợ thứ ba ở dưới Kiên Giang như thế nào thì cả nhà nhớ quay lại xem phần 1 để ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi hết vlog này và hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Nhớ nhấn chia sẻ và để lại bình luận nữa. Cảm ơn cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.